người thân mến Thanh Hằng và Nhật Minh đã có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Đây là buổi tiệc tối thân mật, giới thiệu công khai người đàn ông đứng bên cạnh mình. Ngày hôm nay Hằng có cảm xúc hạnh phúc trọn vẹn. Hằng thấy được trong ánh mắt của mọi người sự xúc động. Thật sự rất mong muốn mọi người ở đây đều có cái cảm xúc trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc, bình an trong cuộc đời của mình. Và tất cả những gì mà muốn nói thì vợ đã nói mất rồi. Cho nên là bây giờ chỉ có cảm ơn các anh các chị. Mọi người đã đến đây rất nhiều.